Chào Vi. Chào cô giáo. Chào cô giáo. Chào Vi nhá. Vi đợi các bạn một lúc rồi chúng mình vào lớp cùng học nhá. Chào Victoria. Xin nhé. Chào cô giáo Minh Trung này. Chào cô giáo Minh Trung ạ. Cô chào Victoria nha. Chúng mình đợi các bạn một lúc mà chúng mình học nhé. Ok không? Bạn một tí nha. Victoria ơi, con mới đi học về à? Ok, chúng mình bắt đầu thôi. Mình bắt đầu nha. Ok, so are you ready? Let's go. So hôm nay chúng mình sẽ bắt đầu là lớp học tiếng Việt nào. Ok, đầu tiên là cô chào các bạn nhá. Chào bạn Vi này, chào Victoria này, chào Nhím, chào cô Minh Trung, chắc là các bạn vẫn nhớ tên cô đúng không? Repeat after me. Ông chào ông ạ. Okay, so who won? Can help me speaking this one more time. Cún đúng không? Cún giúp cô nhá. Cháu ông à. Very good, cún. One more star. Thêm một star. Cháu à. B đúng không? I'm sorry, Victoria. Can you help me? Very good. Chào chào ông ạ. Okay. Nhím cơ đúng không? Nhím giơ tay một nói đúng không? Bây giờ nhím giúp cô nào. Chào chào ông ạ. Very good. Nhím thêm một sao nữa nhá. Do you want to play again? Yeah. Okay, so you continue with the game. Hide and picture game. So are you ready? Yeah. Okay. So play the game. Okay, who first? Want to play first? Who want to play first? Ai muốn chơi trước nhỉ? Okay, Cún nào. Cún giúp cô nhá. So what color do you like? Red. Con chọn màu gì nhỉ? Red. Màu đỏ. Okay. So you can see. Okay, chọn cho cô một màu nữa nào. One more color. Cho cô giúp một màu nữa nào. Màu xanh. Màu xanh. Okay, one more color. Okay, Victoria giúp cô chọn thêm một màu nữa nhá. Màu tím. Màu tím. Correct. Right. And one more colors. Màu xanh. Màu xanh. Okay, so can you help me? Give me the word of this one. A V. Okay, nhím nào. Đây là ai nhỉ? Em. It's a dog. Đây là ai nhỉ? V đúng không? V phải trả lời đúng không? Okay, V. Là chị. Chị, very good. Vi thêm hai sao nhá.